Bye, hai. Bay vô khán giả luôn á. Ok. Chắc
có người chết á, rồi đất ơi xe mình bay vậy dạ sao sống nổi chết tươi á. Thiên đưa là Thiên đâu? Bỏ 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 bi rồi. Thiên rồi. Thiên rồi hả?
And I know just the place to get some. Hey. Hay vậy? Hay vậy? Đá vậy? Đá vậy? Hay vậy? Đang quay mà. Hay gì thầy? Hay gì thầy? Đốt đèn lên như thầy. Đốt đèn lên kìa. Lát nữa hát happy birthday kìa. Đốt đèn cày thôi. Đốt đèn kìa. Đốt đèn Đây. Nếu nói hay lên thì khổ bánh nó nhiêu ngọc bánh kem á, mà chồng nó không dám ăn chục con. Nếu sang lại nhiêu ta nhỏ ba chục con. Dạ tôi không chịu ông bồ cho mày á, ông bồ nó làm nữa. Mẹ nó bồ nó làm cái gì? Ông nói hay lên đi. Đấy nè. Bộ nhất nào giờ làm lại bà nói hoài, bà chứ nghiệp bà nói ai nghe bà nói hoài lần hơn lỡ nghiệp của bà nói nghiệp để bà nói hết tao nghe hôm qua rồi nói nó luôn rồi quay phim đi bà nói quay phim đây quay phim đây mày không có quay phim nó quay phim đi nó biết tay chu vô mày rồi chu vô Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Má đó sao mà ăn hoài sáng vậy? Ai? Trời ơi, mày ăn tô hủ tiếu ăn em qua. Hả? Mời thi thì thổi thôi. Em đâu em mới hâm hâm. Rồi thì thổi đi. Thổi đi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you.
thổi hoài thổi không được cái trời. Thổi coi mẹ. Nè thổi, thi. Thổi thi, mẹ không biết lắm thi. Đờn đờn sao vậy? Nhạc trời. À đờn giỡn rồi. Con thổi được mà. Ồ. Rồi lấy ra đi, lấy ra đi thôi để nó ba cái pháo này bắn không. Không có cháy lại nữa. Xin bỏ. Thêm cái này nữa. Lát nữa em ngủ, lát lên xe ngủ nha. Ok. Nó ngủ trưa hả? Hay vậy? Rắc bánh cho con cũng ngoại nữa. Đi rắc cái đây nè. Rắc ngoại chứ xa cũng đi. À. Ngoại nó ngoại xa chạy hai anh đi khách nào đưa cho ngoại kinh lắm nó ngủ gấp vậy nó cũng xa anh này rất mừng rất bự bự không con bự là nha bạn là hả. Nè cô ai đây? Cô lách. Lách hả? Ờ. Lách. Ô cho con lách ăn kia nó lì quá cho ăn kia. Có ai vậy? Có em. Có ai vậy? Cái đó không được. Có ai vậy? Của con á, con ăn đi. Lách. Mày không cắt mày. Mày cắt của Hy vậy? Ryan ăn có bông không? Để bạn múc ăn cho lát thôi, lát nữa dính quần áo á, không này không? Không, không ăn này hả? Không, giúp cái đó mất đẹp. Trời ơi, giúp đó Thi. Ờ, mất đẹp á chê. Thi gì hả? Thi ăn không? Thằng này làm lỗi gì cũng được hả mày? Trời ơi, nó ăn còn rét đi. Thi ăn không hồng, nó ăn tên của Thi cho nó đẹp. Cũng đâu ngoại ăn coi của Thi kìa. Hả? Thằng Thi đâu phải ba của Thi đâu.8 năm sau dòm lại là hết hồn á. Rồi. Mày coi nè. Ồ má. Nó làm bông đẹp ghê. Hay vậy ta. Ồ. Đã hả? Ồ, ăn dữ vậy. Hay quá. Dạ, cái giả. Dạ hả? Hay cái giả gì mà. Hello. Dạ. Hay thôi. Bữa đi cái hay vậy thôi. Ice cream á hả? Ồ, đã thế. Đã vậy. À, vậy bánh bông hồng đi á. Thê. Ra thế mày hỏi mày muốn lấy gì vậy đó. Thôi vậy. Nó lấy có chất chua á. Mà có chua nó có cây của Thi á.
con đã có cục này thầy á. Ủa giấy của con nó ở đây đâu rồi? Dơ một giấy. Ha. Vì mẹ giấy kia. Giờ chui kia. Mày phải. Trả vậy ta. Cái giả. Nổi nhất nha. Cái đó giả. Đâu phải nổi nổi nhất á. Để mong gái nổi thiệt á. Dạ. Thí làm đứa con gái thì được á. Dạ dạ chơi. Chứ để mình thi nó làm chùm hả? Thi làm chùm rồi. Nó thi á. Excuse me. Mấy cái này giả không ơi? Thiệt. Bằng yeah. Đường á. Bằng giả. Đường là bằng đường á. Con cắn cái là bẻ rồi. Phải không? Ai đây? Ở đó. Của Thiên. Của Thiên nào đây đi. Tối tài rồi xuống vô quần cho bà hai nữa. Nước có bông nè. Cái ớt mà chị Dung đó, ớt thơm thơm của chị Dung. Ớt chả bị vương nữa hả? 3 đồng 20 trái. Vậy hả? Em mua 2 bịch. Nó thơm á. Thơm mà cay lắm. Làm cái mắm nó thơm á sợ. Em kho cá cũng có đó luôn á. Làm vô mắm nó thơm thì thơm á. Thì ghê quá. Nhờ dục đi để em ăn bánh thơm đi. Để cho ba stop nha. Stop đi, đủ rồi. Đủ rồi. Rồi.